Xin chào các bạn khán giả của Nextpod. Như thường lệ vào lúc 12 giờ trưa hàng ngày, chúng ta lại có hẹn với nhau cho series AF Cup 2022 từ A tới Z, nơi tổng hợp những tin tức nóng về giải đấu lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Những thông tin nào sẽ có trong bản tin của ngày hôm nay? Hãy cùng chúng tôi theo dõi ngay sau đây. Trước thêm trận chung kết lượt đi AF Cup 2022, tờ Siam Sport của Thái Lan đã chỉ ra 7 cầu thủ nguy hiểm nhất của đội tuyển Việt Nam, gồm Quang Hải, Hoàng Đức, Văn Hậu, Quế Ngọc Khải, Tiến Linh, Văn Lâm và Đỗ Hùng Dũng. Nội dung bài báo đặc biệt chú ý đến tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Tờ báo của Thái Lan bình luận, Quang Hải là ngôi sao số 1 của đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ 25 tuổi, đang thi đấu ở giải hạng 2 của Pháp, trong màu áo Pau FC và được ra sân khá thường xuyên. Quang Hải là nhạc trưởng giúp cho đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AF Cup 2018. Bên cạnh đó, tác giả còn nhắc đến Văn Hậu, ngôi sao ồn ào nhất của đội tuyển Việt Nam trong thời gian vừa qua. Tờ Siam Sport bình luận, Văn Hậu nổi tiếng không kém gì Quang Hải. Cầu thủ sinh năm 1999, từng có thời gian thi đấu ở nước ngoài nhưng không thành công. Văn Hậu rất tài năng khi có thể chơi tốt trong tấn công và phòng ngự. Đáng chú ý, hậu vệ này thường xuyên khiêu khích khiến đối thủ phải nhận thẻ. Nhằm tiếp thêm động lực cho các cầu thủ trước trận làm khách của Việt Nam trên sân Mỹ Đình, nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan bà Madampang hứa sẽ thưởng nóng nếu vai chiến giành được chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, vị nữ đại gia người Thái Lan vẫn không cho biết số tiền cụ thể là bao nhiêu. Nhưng theo báo chí Thái Lan, mức tiền mà bà Madam thưởng chắc chắn sẽ không dưới 5 triệu baht, khoảng 3,5 tỷ đồng. Bà Madam cho biết do đối thủ của Thái Lan ở trận chung kết AF Cup là rất mạnh, cho nên sẽ có một liều thuốc tinh thần riêng cho trận chung kết này. Đây chắc chắn sẽ là một nguồn động lực lớn lao để đoàn quân vô chiến cố gắng giành được kết quả tốt ở hai trận đấu quan trọng sắp tới. Terasi Dangda, chủ công hàng đầu của đội tuyển Thái Lan trong buổi tập trên sân Mỹ Đình, đã không thể hoàn thành giáo án cùng các đồng đội. Anh vẫn phải tập riêng do vết đau ở gân khoe vẫn chưa lành hẳn. Cầu thủ 34 tuổi phải đi lại nhẹ nhàng trên sân theo chỉ đạo của huấn luyện viên thể lực. Dangda dính chấn thương ở hiệp 1 trận thắng Malaysia. Ngay đầu hiệp 2, anh đã được thay ra để dưỡng sức. Huấn luyện viên Mano Poking tiết lộ rằng tình hình chấn thương của Dangda không đáng ngại nhưng vẫn cần phải theo dõi thêm. Phát biểu trong buổi họp báo với truyền thông, huấn luyện viên Park đã tự tin khẳng định đội tuyển Việt Nam sẵn sàng chinh phục hai mục tiêu quan trọng trước mắt. Nhưng mà bây giờ thì chúng tôi đã có mục tiêu mới á, đó là chúng tôi còn hai cái việc phải làm. Mục tiêu nhất đó là chúng ta sẽ phải thi đấu tốt hai cái trận chung kết với đội Thái trước mặt. Mục tiêu thứ nhất đó là trong 5 năm vừa qua thì tôi đã chỉ đạo cả đội tuyển quốc gia, đội tuyển U23 và trong năm vừa rồi thì thực sự ở Đông Nam Á tôi chỉ thua duy nhất một trận, đó là trận thua Thái 0-2 ở cái giải AFF Cup năm ngoái tại Singapore. Thực sự là chúng tôi đã đặt mục tiêu thứ nhất, đó là chúng tôi muốn trả món nợ này. Mục tiêu thứ hai nữa, đó là với tôi, đây là giải đấu cuối cùng của các nhiệm kỳ 5 năm công tác tại Việt Nam. Tôi muốn nỗ lực hết sức cùng với tất cả các cầu thủ ở hai trận cuối này, làm thế nào có kết quả tốt nhất, cầm được có được chiếc vô địch để báo đáp cho cái tình cảm của mọi người, của người hâm mộ đã yêu quý và hỗ trợ. Trận chung kết giữa Việt Nam và Thái Lan cũng là trận đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo trên sân nhà. Do vậy, người hâm mộ rất háo hức và mong chờ một chiến thắng mãn nhãn trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, làm tiền đề cho trận đấu tiếp theo của đội tuyển Việt Nam trên sân khách. Vị huấn luyện viên người Hàn chia sẻ, rất muốn giành được cúp vô địch của giải đấu năm nay cùng đội tuyển Việt Nam để tri ân người hâm mộ, những người đã yêu quý và ủng hộ cho đoàn quân sao vàng trong suốt 5 năm cầm quân vừa qua của ông. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin AF Cup 2022 từ A tới Z của Nextpod ngày hôm nay. Các bạn đừng quên theo dõi vào lúc 19:30 tối nay, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu quan trọng với Thái Lan trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Mọi người nhớ chú ý theo dõi để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.